Trở lại với thông tin thời tiết, 3 ngày nay thời tiết miền Bắc nóng như mùa hè vậy, không biết là trời còn nóng đến bao giờ chị Thu Hiền? Dạ vâng ạ, miền Bắc thì sẽ còn nắng và oi nóng nốt ngày hôm nay. Trong đó tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ cao nhất có thể lên tới là 32 độ. Từ ngày mai khi mà không khí lạnh đi xuống gây mưa và gió thì nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 28 độ, trời chuyển dịu mát. Sang đến ngày thứ 2 và ngày thứ 3 của tuần sau thì khả năng là còn có mưa rét với nhiệt độ thì tiếp tục giảm thêm, xuống thấp nhất thì chỉ còn vào khoảng là 17 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ từ ngày mai cũng có gió lạnh và mưa dông. Còn tạm thời trong ngày hôm nay thì trời sẽ tiếp tục có nắng và oi nóng do là không khí bị nén lại trước khi mà gió mùa về. Nóng nhất đó là tại Điện Biên Phủ và Hòa Bình khi mà nhiệt độ có thể lên tới là 34 độ. Vâng, vậy còn các nơi khác trên cả nước bao giờ sẽ có mưa mát vậy chị Thu Hiền? Vâng ạ, chiều tối mai cũng như là đêm mai thì từ Thanh Hóa cho đến Bình Định cũng sẽ chuyển mưa dông do tác động của không khí lạnh. Thưa quý vị khán giả, nhiệt độ thì sẽ hạ xuống dưới 29 độ. Còn trong ngày hôm nay thì trời vẫn nắng và hơi nóng với mức nhiệt vào khoảng là từ 30 cho đến 32 độ. Còn từ Phú Yên trở vào đến Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông trong chiều nay. Mưa xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, có nơi mưa to tới 50mm, nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ tại Nam Bộ. Và quý vị cũng cần phải cảnh giác với các hiện tượng như là gió giật và sấm sét có thể đi kèm trong cơn mưa. Xin được chuyển sang thời tiết trên biển. Ngoài khơi huyện đảo Trường Sa có mưa dông, khả năng đi kèm theo lốc xoáy và gió giật. Trái lại huyện đảo Hoàng Sa thì hôm nay trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 5. Cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin dự báo vừa rồi. Nhìn chung cả nước ba miền sáng nay thì trời đều có nắng tạnh ráo và rất thích hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời. Chỉ có ở Bình Định trở vào Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn có mưa dông trong chiều nay. Quý vị lưu ý ạ.